Thưa quý vị, năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh được giao vốn đầu tư công hơn 68.500 tỷ đồng, gấp đôi năm 2022. Đến hết ngày 6 tháng 12, thành phố giải ngân hơn 35.000 tỷ đồng, đạt hơn 51%. Tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng năm 2023 thành phố kỳ vọng nhiều vào giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải xoay sở vì phần lớn dự án đầu tư công là dự án chuyển tiếp, hồ sơ có nhiều điểm phải cập nhật dẫn đến bị động về công tác chuẩn bị. Nếu xét phần trăm thì đây là con số thấp, nhưng xét về mặt khối lượng thì đây là sự nỗ lực của cả hệ thống. Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2023, đến nay đã triển khai đồng bộ 5 trên 5 gói thầu xây lắp với tổng khối lượng đạt trên 30%, trong đó riêng gói thầu thi công nút giao đường Trường Sơn Trần Quốc Hoàn khối lượng thi công đạt 50%. Triển khai đồng bộ phần đường, hệ thống thoát nước, mối trụ cầu, cọc khoan nhồi, toàn bộ công trình hiện nay có khoảng là trên 10 mũi thi công. Hiện nay tiến độ dự án đang bám theo như kế hoạch ban đầu đề ra. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Dự án Trần Quốc Hoàn có thể một dự án tiêu biểu về cái sự cố gắng để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân và cái tỷ lệ giải ngân. Toàn bộ cái nguồn vốn của năm 2023 cho dự án này là phần xây lắp là 350 tỷ thì đã giải ngân 100%. Và hiện nay thì chủ đầu tư đã đăng ký thêm 85 tỷ nữa để tiếp tục giải ngân từ đến cuối năm. Như vậy thì cái tỷ lệ giải ngân của dự án này có thể trên cả 100%. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh triển khai 14 gói thầu xây lắp giai đoạn 2 dự án Vành đai 3, nút giao An Phú, quốc lộ 50 vào cuối năm nay. Để nhanh khối lượng xây lắp các công trình trọng điểm khác đã khởi công, tiếp tục thực hiện tích cực phần vốn chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc, thực hiện nguồn vốn ODA và hoàn thành quyết toán 15 dự án. Đó là một tín hiệu tốt giúp cho người dân và cải thiện về cái vấn đề giao thông hiện nay. Không chỉ với các ban hạ tầng giao thông, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh còn ghi nhận sự vào cuộc tích cực của nhiều quận huyện. Điển hình như các quận 1, 4, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận và hai huyện Bình Chánh, Củ Chi bằng nhiều nỗ lực quyết tâm, cách làm căn cơ, sáng tạo, linh hoạt trong cách nghĩ, cách làm đã giúp các địa phương này đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ 80 đến 99%. Bài học kinh nghiệm lớn nhất của quận 8, thứ nhất là về cái công tác mà chuẩn bị các thủ tục cho khâu giải phóng mặt bằng thì ban hành cái hệ số điều chỉnh giá đất của các dự án kịp thời, xây dựng hệ số giá đất nó cũng tương đương với lại cái đơn giá thị trường. Các dự án đã thi công hoàn thành thì phải hoàn tất thủ tục hồ sơ quyết toán để tiếp tục giải ngân. Ngoài ra đối với các dự án đã và đang thi công thì nhanh chóng hoàn thiện đưa vào sử dụng để mà lập các thủ tục để giải ngân tiếp. Ban thường vụ huyện ủy đã thành lập 12 tổ giám sát và 8 tổ vận động. Và phải nói là các tổ vận động này đã phát huy hiệu quả rất là tốt, đặc biệt nhất là các đồng chí ban dân huyện ủy, các đồng chí mà trong tổ bất huyện đã góp phần cái việc vận động cho các hộ dân Bình Đại 3, rồi dự án kinh tế Tân Kiên và quốc lộ 50 cũng đã đạt được kết quả tốt. Thành lập hai tổ, tổ nhất là các khó khăn trên lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ thứ hai là các khó khăn trên giải ngân để kịp thời hỗ trợ cho các chủ đầu tư, ủy ban các xã và các ban thực hiện tốt cái công tác giải ngân. Tôi ghi nhận cái ý kiến của người dân về tâm tư về cái công tác tái định cư thì quận đã kiến nghị và được thành phố đã trong thời gian rất ngắn là đã giải quyết cơ bản được cái đề xuất của người dân và như thế là tranh thủ được cái sự đồng thuận của người dân và người dân ủng hộ cái dự án. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố là hơn 75.577 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn lớn, áp lực giải ngân cao, do vậy để giải ngân đạt kết quả như mong muốn, cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả. Cuối năm nay chúng tôi sẽ chỉ ra chủ đầu tư nào, dự án cụ thể nào để có cái hình thức phù hợp với kết quả đó. Cái thứ hai nữa là cái giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng vừa rồi tập trung quyết liệt thì cái kết quả nó được rất tốt. Thì kinh nghiệm ở chỗ này là gì ạ? Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị đó thì cấp ủy vào cuộc, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thì sự chuyển biến này rất lớn. Và cái thứ ba đó là cái vào cuộc giải quyết của các sở ngành trong các thủ tục mà sự điều hành của thường trực ủy ban và cái cơ quan thường trực về đầu tư công để làm sao giải quyết nhanh ở những cái giai đoạn đầu. Từ cái chỉ đạo của ủy ban nhân thành phố trong công thực hiện thì cũng đã rút ra nhiều cái bài học
rất quan trọng để triển khai trong năm sau. Tôi ví dụ những cái công trình mà đầu tư hạ tầng phải xử lý đầu tiên điểm nghẽn, đó là đề giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai là chất lượng dự án là phải đảm bảo khi triển khai không bị trục trặc về vấn đề pháp lý. Và cái thứ ba là trong công tác thi công những cái chấp hành tốt để không trở ngại trong vấn đề quyết toán giải ngân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ tiếp tục phát huy các giải pháp hiệu quả thực hiện năm 2023 để hết tháng 1 năm 2024, thành phố phấn đấu đạt 95% với các dự án thuận lợi và cơ bản không dưới 80%, không thấp hơn năm 2022.